Xin chào chị em, buổi sáng thứ hai đầu tuần vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bao nhiêu anh xông xóa chị em thấy rằng là ngay lúc này mình cảm thấy rất khỏe, comment số 1 ạ. Rất khỏe và rất vui, comment số 1 ạ. Ok, Thủy, chào Thủy, nhanh rất nhanh đúng không? Chào Ngọc, rất nhanh. Ok, cảm ơn chị em. Anh chị em hãy... để hai tay của mình lên ạ. Giơ hai tay của mình ra chào nhau đi ạ. Xin chào anh chị em một buổi sáng tuyệt vời. Xin chào anh chị em. Và chúng ta hãy xoa nóng hai bàn tay của mình ạ. Xoa nóng hai bàn tay của mình. Xoa nóng lên ạ. Xoa nóng hai bàn tay của mình. Xoa rất nóng nha. Xoa càng nóng càng tốt, nó rất tốt. Xoa rất nóng ạ. Xoa nóng xong mình hãy ôm đôi mắt của mình ạ. Ôm ấp nó, yêu thương đôi mắt của mình. Hãy yêu thương cái cửa sổ tâm hồn của mình ạ. Hít một hơi thật sâu vào. Nhẹ nhàng thở từ từ ra. Cho nên là cái hệ thống thói quen buổi sáng anh chị em. Hệ thống thói quen buổi sáng. Chúng ta cùng với nhau thức dậy thế này nè. Chúng ta cùng với nhau thức dậy buổi sáng. Mỗi buổi sáng mình cùng với nhau ha. Mỗi buổi sáng mình cùng với nhau mình thức dậy như vậy. Để mình rèn luyện với nhau. Có một cái môi trường tam bảo. Để mình rèn luyện đạo đức, trí tuệ, nghị lực trên bảy cái thói quen. Bảy cái thói quen là một cái hệ thống thói quen, nó hỗ trợ với nhau hết. Trong bảy cái thói quen này nó cần đến nhau hết và nó tương quan với nhau, nó hỗ trợ nhau để nó giúp nhau phát triển hết. Anh chị em nối lại nó logic lắm, nó logic lắm, tại vì thì nó là cái tôi cảm ngộ được. Và chính cuộc đời của mình tôi sống với bảy thói quen đó. Và tôi đọc nhiều sách lắm mà tôi thấy thì ra bảy thói quen này của mình đó, nó còn hay hơn cái cuốn sách, cái hệ thống thói quen của Covey nữa. Hay lắm á, bảy thói quen này logic chỉ bấy nhiêu là đủ rồi. Đúng không? Bảy thói quen này là đủ rồi. Bảy thói quen mỗi ngày nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị phụng sự xã hội. Mỗi ngày hãy suy nghĩ tích cực, luôn quản trị cảm xúc của mình, luôn hành động chính trực và luôn nhìn thấy kết quả cuộc đời của mình. Đã, chỉ cần bảy bấy nhiêu là đủ rồi. Bảy thói quen đó là đủ rồi. Và bảy thói quen này tôi khéo léo tôi gói nó lại và mỗi buổi sáng chúng ta rèn nó để nó lớn lên mỗi ngày, lớn lên mỗi ngày và nó trở thành mình anh chị, nó trở thành mình. Đó là tôi muốn anh chị em rõ hơn về giá trị của cái hệ thống thói quen buổi sáng. Nhưng để mà chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, để chúng ta có công cụ, để chúng ta có quy trình để thực hiện tất cả những điều đó, thì chúng tôi có cái chương trình gọi là quy trình khởi nghiệp thịnh vượng ở Việt Nam. Buổi sáng là cái giờ mà chúng ta có một cái hành trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an. Anh chị em comment đi ạ. Buổi sáng chúng ta đi trên một cái hành trình hệ thống thói quen mà. Buổi sáng thì nó là một cái hành trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an. Đó là một cái hành trình nha. Hành trình thì không phải là ngày mai. Đúng không? Hành trình không phải là ngày mai. Hành trình không phải là ngày mai. Đó là buổi sáng. Buổi sáng mình có một cái hành trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an. Nhưng mà cái chương trình đủ đầy hơn thì chúng ta bổ sung cho cái chương trình học, cái khóa học của buổi tối. Cái khóa học mà tôi muốn kiến tạo nên cái quy trình giáo dục mới, kiến tạo nên những nhà lãnh đạo mới đích thực thì nó lại là nằm ở buổi tối. Nó là một cái hành trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an. Nhưng mà tôi đóng gói lại thành quy trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an. Thì cái quy trình đó nó không phải là buổi 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 sáng mà nó là buổi buổi tối. Mà buổi tối nó không có liên tục, một tháng có một chương trình thôi. Một tháng có một chương trình là quy trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an. Tôi đóng gói nó lại thành ba khóa học. Ba trong một. Đó là khóa học combo giáo viên hạnh phúc. Combo giáo viên hạnh phúc. Và tôi đóng gói nó lại cái hành trình khởi nghiệp, cái quy trình khởi nghiệp thịnh vượng ở Việt Nam cho cá nhân và doanh nghiệp. Cho nên nó là chương trình buổi tối. Và chương trình đó buổi sáng tôi không thu tiền, buổi sáng hoàn toàn miễn phí, nhưng buổi buổi tối thì có phí. Buổi tối nó là 3 triệu. Cái khóa đó nếu mà tính ra toàn bộ cái giá trị của khóa học thì nó vô giá. Vô giá. Nhưng mà tôi muốn anh chị em có một chút cam kết để anh chị em không phải mắc nợ thôi.
anh chị em không phải mắc nợ, tại vì tôi cho anh chị em học miễn phí không á, mình cứ nhận giá trị, mình chỉ là người nhận thôi. Nguyên tắc nha anh chị em, nguyên tắc của quy luật nè, nếu như anh chị em học chỉ học miễn phí không mà không phải bỏ ra một cái gì đó để đổi lấy cái giá trị thì mình mắc nợ. Luật của vũ trụ á, mắc nợ. Tôi thì là người được được tôi là được rất nhiều nha. Tôi chia sẻ cho anh chị em buổi sáng như thế này, tôi tạo ra cái chương trình như thế này, tôi chia sẻ cho anh chị em buổi sáng như vậy, nó không có ý đồ đâu. Tôi có ý đồ của tôi đấy. Anh chị em biết ý đồ của tôi là gì không ạ? Ý đồ của tôi là nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị cho mọi người và phụng sự xã hội để tôi có tài sản đấy, chứ không phải tôi làm không không đâu. Anh chị em thấy không ạ? Ý đồ tôi có ý đồ, tôi có mục đích rất rõ ràng. Tôi tổ chức cái chương trình này để nâng tầm trí tuệ cho tôi và anh chị em, gia tăng giá trị cho chính tôi và cho anh chị em, và phụng sự cho chính tôi và anh chị em, để tôi tạo ra một cái khối tài sản khổng lồ cho mình đó. À, đó là khối tài sản của phúc đức. Anh chị em comment đi ạ. Chúng ta cùng với nhau kết nối mọi người đến cái chương trình buổi sáng để chúng ta tạo ra cái tài sản, cái khối tài sản phúc đức. Bởi vì phúc đức càng dày thì họa càng rời xa. Phúc đức càng nhiều thì họa càng rời xa. Anh chị em comment này. Khối tài sản phúc đức. Anh chị em thấy không ạ? Mình trải nghiệm cái chương trình như thế này. Cái cách tốt nhất để biết ơn không phải là trả ơn cho người giúp mình. No. No, không cần, không cần. Chúng tôi tạo ra những cái giá trị như thế này, như chương trình ngày hôm qua học, thì chúng ta tạo ra những cái giá trị như thế này, tất cả các bạn không cần biết ơn chúng tôi. Đừng, đừng. Tại vì cái người mà họ cho đi rồi, họ không cần muốn nhận lại từ các bạn đâu. Nhưng các bạn hãy làm một việc giống cái người cho đi. Đã. Các bạn hãy làm một cái việc giống người cho đi để giúp đỡ người khác, gọi là pay it forward. Đó là đáp đền tiếp nối. Pay it forward, đáp đền tiếp nối. Anh chị em comment đi ạ. Đáp đền tiếp nối. Chứ không cần quay ngược trở lại để trả ơn cho chúng tôi đâu. Còn anh chị em cảm ơn thì tôi lại biết ơn anh em. Cảm ơn tôi đi ạ. Cảm ơn tôi biết ơn anh em. Cảm ơn thì tôi biết ơn anh em. Đó. Cảm ơn tôi thì tôi biết ơn anh em. À. Và chúng ta hãy đáp đền tiếp nối. Đừng ích kỷ. Đừng ích kỷ. Hãy đón nhận cừ khôi và cho đi rộng lượng. Đừng ích kỷ. Có những người ích kỷ lắm. Thấy được cái môi trường như là kho báu thế này, chỉ giữ khư khư một mình thôi. Lúc đó là mình cộng nghiệp đấy. Lúc đó cộng nghiệp đấy. Biết tại sao không ạ? À? Tại vì bạn chỉ nhận thôi. Bởi vì bạn nhận về mà bạn không cho đi là bạn mang nợ. Nguyên tắc. Nguyên tắc. Đây nè, tôi nói là bạn nhận về đúng không? Đây là một món quà. Đây là một món quà. Đây, tôi đây. Tôi đây. Bạn đây. Bạn bạn cho tôi nhận về. À, tôi nhận về tức là tôi cầm về tôi đúng không? Cái này không đâu phải là của tôi đâu, của bạn mà. Của bạn nè, của bạn nè. Tôi nhận về bạn cho tôi, tôi cầm cầm bỏ túi. Khưng cầm bỏ túi. Thì lúc này là tôi mang nợ. Tại vì tôi đã lấy cái này của bạn đúng không? Tôi mang nợ. À, nhưng mà cách như này, để tôi nói, tặng bạn nè, tặng bạn nè. Đây, tặng bạn nè, cái này nó đi. Tôi cho đúng không? Tôi cho tức là tôi mang cái điều đó, tôi để ở ngoài xã hội, tôi cho. À, tôi cho thì xã hội nợ tôi. Và tôi hay chia sẻ là nếu bạn cho đi, bạn giúp đỡ người khác, bạn gia tăng giá trị cho người khác và bạn giúp đỡ người khác là cách mà bạn cho Thượng Đế vay lời. Mọi thứ nha anh chị em, mọi thứ, trí tuệ cũng vậy. Trí tuệ có phải là tài sản không ạ? Anh chị em comment tài sản trí tuệ. À, trí tuệ là tài sản. Và nhận cái ơn phước của người khác, một cái nguồn năng lượng yêu thương thôi, thậm chí nhận nụ cười của người khác thôi. Người ta cười, gặp người ta cười mình thấy rất vui, thì mình nhận nụ cười của họ, rồi nhìn cái ánh mắt trìu mến đồng cảm của người khác dành cho mình là họ cho mình đấy. Và nếu như mình không biết cách cho đi người khác thì mình nợ. Cho nên cái cách tốt nhất để trả ơn cho cái người giúp mình là hãy đáp đền tiếp nối. Đáp đền tiếp nối. Nếu anh chị em thấy chương trình buổi sáng này có giá trị thì hãy giúp
rất nhiều người được thay đổi cùng với mình. Và thấy chương trình buổi tối rất hay, rất hữu ích, vận dụng quy trình này để đổi đời. Vận dụng quy trình buổi tối là đổi đời. Buổi tối là một quy trình để đào tạo nhà lãnh đạo tâm sáng, nhà đào tạo tâm sáng hay là giáo viên có tâm dạy học bằng tình yêu thương và đào tạo ra được cái nhà lãnh đạo không chức danh. Thì đó là quy trình buổi tối và offline, quy trình buổi tối và offline. Thì ngày hôm qua chúng tôi mới tổ chức xong một cái chương trình offline ngày hôm qua mới tổ chức xong một chương trình 2 ngày, chương trình coaching hạnh phúc. Chương trình hầu như 100% người học đều vỡ òa và gần như là 100% khóc á, hạnh phúc mà khóc vì hạnh phúc, và 100% cười nhiều hơn khóc, nhưng mà có những lúc khóc ở trong cái chương trình đó. Bao nhiêu anh chị em học cái chương trình ngày hôm thứ bảy chủ nhật, chương trình Rome Leader, chương trình đào tạo leader, đào tạo những người phụng sự đích thực và đào tạo những người coach, cố vấn, những người coaching, những người mà có thể giúp người khác đổi đời bằng một câu hỏi. Tức là chỉ cần một câu hỏi thôi có thể là giúp người khác đổi đời, Rome Leader. Vậy bao nhiêu anh chị em đang ngồi trong phòng Zoom này đã về quê rồi, học xong rồi từ ngoài miền Bắc về rồi, và anh chị em đã về đến nhà của mình rồi, comment số 1 ạ. Anh chị em đã về đến nhà của mình rồi đó. Wow, Khánh Toàn, từ hồi tối hôm qua mới xong ở miền Nam, ở Hồ Chí Minh mà giờ về tới nhà rồi đó. Hay nhờ, người như chim thế. Về đến nhà rồi, bình an nhé, anh chị em bình an, anh chị em bình an. Và một ít phút thì tôi mong muốn anh chị em chia sẻ nha. Cái giá trị mình nhận được trong nếu hôm qua anh chị em không đi học thì có thể chia sẻ những cái giá trị mình nhận được trong những cái buổi sáng, và mình muốn giúp đỡ người khác, mình chia sẻ cái giá trị thôi, ngắn gọn 1-3 giá trị, và không kể dài dòng nha, mình chia sẻ giá trị của tôi nhận được là gì và tôi muốn làm gì để tạo nên điều khác biệt thôi. Tức là giá trị lớn nhất tôi nhận được là gì và tôi muốn tạo ra cái điều gì khác biệt trong cuộc đời của mình thôi nha. Câu hỏi này, giá trị lớn nhất tôi nhận được là gì và tôi muốn tạo ra cái điều khác biệt gì cho cuộc đời của mình thôi, được không ạ? Anh em comment câu hỏi đi để đừng lan man, tại vì trên phòng Zoom của mình nó quý lắm. Mỗi lần mà muốn off Zoom nó quý lắm, từng phút từng chút một thời gian mình phải trân trọng cái thời gian của nhau đấy, cho nên không kể dài dòng câu chuyện tôi làm này tôi làm kia, no, đừng, những cái lúc nào phù hợp mình sẽ kể chuyện với nhau. Còn trên phòng Zoom này cả ngàn người, 500-700 người, ngàn người, cho nên một câu nói của mình nó phải tinh chất anh chị em nha, một câu nói của mình phải tinh chất. Cho nên tôi nói là giá trị lớn nhất của bạn nhận được trong chương trình là gì và bạn làm ra, bạn làm cái điều gì khác biệt để tạo ra những giá trị lớn lao hơn, đúng không ạ? Xin mời Vũ Huế, vừa mới hỏi cái là giơ tay liền này, là điều gì làm cho em sung thế. Xin mời Vũ Huế ạ. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị em trong cộng đồng. Các anh chị em đã nghe em nói chưa ạ? Nghe rõ em. Tụi em vừa về tới nhà đấy, vợ chồng em vừa về tới nhà. Nhảy vào Zoom ngay. Bắt được cái câu hỏi này. Em xin trả lời câu hỏi của thầy Thái là tụi em nhận được gì? Trước hết về cá nhân em, là em hàng ngày em được lớn lên với cộng đồng này. Và hàng ngày mình muốn giúp đỡ cộng đồng thật nhiều hơn nữa. Và mong muốn lớn nhất của em là giúp hàng triệu con người chuyển đổi. Cũng giống như ngày mùng 1 em nói, là em sẽ giúp đỡ hàng triệu con người chuyển đổi để cuộc sống của mọi người hạnh phúc và tốt đẹp hơn theo cái quy trình chuẩn quốc tế của thầy Ken Bay. Và quy trình này thì ngày hôm qua kết thúc, khi em lên xe thì cả hội trường, cả gần trăm con người chuyển đổi một cách thực sự. Và 100 con người này sẽ nhân lên 1.000 con người và sẽ nhân lên hàng triệu con người để Việt Nam của mình thực sự có một cái quy trình thịnh vượng và bình an, khởi nghiệp và thành công như Singapore và phát triển mạnh hơn nữa. Yes. Và mong muốn lớn nhất em như vậy. Cảm ơn em, 1 triệu người đúng không? Tuyệt vời, xin mời Nguyễn Thị Mỹ Dung. Mỹ Dung hôm qua có đi học không nhỉ? Mỹ Dung. Thế mà Mỹ Dung, cảm ơn Huế, để mọi người cảm ơn Huế. Một mình em giúp 1 triệu người á?
Vậy 10 người như em là 10 triệu người, 100 người như em là toàn bộ người dân Việt Nam được thay đổi á. Ôi ngon, cảm ơn em. Ok, chỉ cần Em chúng chào ta thầy Thái ạ. xin chào. Dạ, em chào thầy Thái ạ, chào cả cộng đồng buổi sáng của chúng ta. Dạ, em mới tham gia vào cộng đồng của chúng ta được hơn 20 ngày vào buổi sáng đây ạ. Dạ. Và em nhận được dạ vô cùng nhiều giá trị ở cái tinh thần mình được kích hoạt rất là nhiều và đúng là cái nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị và phụng sự xã hội là những cái điều mà em cũng đang hướng tới. Em là người làm nghề y thế ạ. Ừ, tuyệt vời quá. Người y cũng giáo Dạ dục. Dạ. vâng, và em muốn học cái chương trình buổi tối thì hôm qua là em có gọi điện cho cô Hải Yến và Ừ. cô cái Linh, thì khi em nhấp vào đó thì em cảm thấy là vô cùng vui mừng, là bởi vì em thấy thầy Thái đúng là có một tầm nhìn quá lớn ở chỗ là em là con người làm nghề y nhưng mà em thiên về kinh doanh và em thích kinh doanh và em cũng là lại thích học hành về giáo dục, cho nên em cũng là cả mấy năm trên này em theo học ở thầy Trần Việt Quấn rồi ở bên cô Yến rất là nhiều, và em mới sang cộng đồng của ta được hơn 20 ngày và em cảm thấy đang đúng là em khi mình học hành ở của chỗ thầy Thái á và mình chia sẻ thì đứng với em là con người mà làm kinh doanh, cho nên đứng về thấy rằng là mình chia sẻ giá trị cho người khác thì em nói thật là mình sẽ thịnh vượng, tức là mình vừa có mình trao cho người khác được nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị và mình cũng có cái giá trị về cái kinh doanh, cho nên em rất là mừng cái điều này và em cảm thấy rằng là mình phải bắt tay vào để cùng cô Yến và cùng thầy để là làm cho cái cộng đồng mình ngày càng lớn mạnh hơn nữa để mình trao đi giá trị thật nhiều ạ. Và em cũng thấy là đúng là thầy dùng đòn bẩy công nghệ và nói tuyệt vời ạ. Ô, em thấy tầm Nếu nhìn của thầy lớn như thế nào? dạ em thấy tầm nhìn của thầy lớn, tức là em làm trong cái kinh doanh thì nói thật thầy là ví dụ như những cái vấn đề về đa cấp á, thì ta nhiều khi ta không tin tưởng vào cái sản phẩm, còn như thầy làm về kinh doanh giáo dục thì một cái sản phẩm giáo dục thầy là em có đầy đủ niềm tin rất là lớn, mà lại chúng em cứ chia sẻ ra cho người khác là chúng em sẽ được nhận về một cái phần thưởng bằng một cái khoản tiền cho mình, vì vậy càng chia sẻ người khác nhận được giá trị thì mình lại càng giàu có lên thầy ạ. Thì đó là cái điều mà em cảm thấy là Tuyệt cực vời, kỳ vui mừng vì cái điều đó. tuyệt vời. Dạ Ê, nói lại nha, mình không có đa cấp nha. dạ Ê, mình không có đúng, đa cấp, mình đúng, không bởi có vì em ý em nói không phải đa cấp nhưng mà em thấy rằng đa. dạ cũng em thấy rằng thầy không phải là đa cấp nhưng mà em nghĩ rằng là tức là bởi vì mỗi người khi vào đấy thì sẽ có một cái mã số, vì vậy là mình dùng cái mã số đó để mình tiếp tục chia sẻ thì mình sẽ nhận về người khác nhận được những giá trị của thầy, thì bản thân người chia sẻ đó cũng nhận về những giá trị, tức là được nhận những cái phần thưởng của thầy ạ. Cảm ơn em, mà mình không có đa cấp, dạ mình hoàn toàn không dạ có đa dạ cấp, mình hoàn toàn không có đa dạ cấp, đúng rồi, mình chỉ em hiểu bên thầy không hoàn toàn ra cấp, ý em nói làm rằng là bởi vì bọn em làm kinh doanh thì cũng có những cái hệ thống đa cấp nó mời thầy thì cũng chia dạ sẻ là có tiền đấy thầy đấy, nhưng à cảm ơn mà em. cái chia sẻ ở bên chỗ thầy thì nó khác. Dạ Mình và không em giải thích cho mọi người nhé, không thì nó nhạy cảm, anh chị em lại lại không 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 có cái nhìn đúng đắn về nó. Mình dạ không có đa cấp, toàn bộ cái hệ thống giáo dục này á là mình biến người bốn cấp độ của việc học tập để phát triển cho xã hội, đó là learn, share, teach, master. Tức là mình học tập là mình biết thôi, mình biết, mình hiểu kiến thức, mình thấy nó giá trị cho cuộc đời của mình, những cái trí tuệ đó mình chia sẻ cho người khác để người khác được nhận cái giá trị, và mình chia sẻ nhiều thì mình trở thành một người thầy, và mình trở thành người thầy liên tục thì mình master nó, và mình là người đi phụng sự xã hội. Cho nên là Đức Phật với Chúa Giêsu cũng làm cái việc này, Đức Phật với Chúa Giêsu cũng làm cái việc tương tự như các bạn đang làm đấy. Đức Phật với Chúa Giêsu giác ngộ được kiến thức rồi, các ngài dạy cho các cái con chiên hoặc là Phật tử của người ta, và các ngài đào tạo ra những cái người mà kế thừa. Bên tôn công giáo thì đào tạo ra các cái môn đệ của Chúa Giêsu, còn bên Phật tử thì đào tạo ra những cái người học trò, là những người thầy, những cái đồ đệ của Đức Phật.
để mọi người đi rao giảng những cái triết lý, những cái chân lý, những cái giá trị sống cho xã hội đó, chứ không phải là đa cấp đó, không phải là đa cấp. Và cái cách của các ngài là chia sẻ giá trị sống cho mọi người đó. Và tôi không có làm gì hết, tại vì tôi bắt chước các cụ thôi. Vâng. Dạ xin lỗi thầy, có thể là em dạ em dùng từ chưa, dạ em dùng từ chưa được chính xác lắm ạ. Dạ vâng, cái ý dạ vâng. Hiểu mình muốn giải thích là người dùng cái từ nhạy cảm, dùng cái từ nhạy cảm. Tôi chúng ta không có lấy tiền của người sau trả cho người trước, không có đa cấp. Tất cả những cái lớp cái đa cấp ấy, nó nếu mà chân chính nó tốt lắm, nó đã khuynh đảo thế giới trong thế kỷ 21 mà, cái ngành đó nó tốt. Nhưng về Việt Nam nó biến tướng đi, cái giá trị 1 đồng nó đổi lên thành 10 đồng, xong nó cắt ra 9 đồng rồi nó chia nhau nó xơi đó. Cái thứ hai nó dùng cái tiền ảo, tiền kỹ thuật số hoặc là những cái mà nó không có thật ấy, bắt đầu nó quy ra tiền xong nó đổi nó chia cho người ta và nó lấy người sau trả người trước, nó gọi là mô hình Ponzi đó, tức là lấy tiền của người sau trả cho người trước. Còn toàn bộ hệ thống của mình không có kiểu như vậy. Cái lớp học, thứ nhất là lớp học của bạn trị giá hàng trăm triệu nhưng tôi thu chỉ có 3 triệu thôi. Tôi thu 3 triệu là để là cái phí cam kết thôi. Phí cam kết thì thay vì cái tài sản trí tuệ, tài sản công nghệ và quy luật vũ trụ của chúng tôi, thì thay vì trong cái hệ thống giáo dục khác, trong tất cả các hệ thống giáo dục họ lấy cái tiền đó để họ giàu có, họ lấy tất cả các tổ chức giáo dục để họ thu tiền đâu có chia ra ai đâu. Những ông chủ thu tiền chứ đâu có chia ai, họ rất là giàu có trong cái ngành giáo dục. Thì tôi lại dùng cái đó tôi chia lại cho cộng đồng, khi cộng đồng chia sẻ giá trị để chúng ta có ly nước, ly trà và chúng ta có công sức đi làm tiếp, tại vì không có tiền không có làm được lâu dài, cho nên mình giữ lại cái phần đó gọi là cái món quà tri ân, cái phần thưởng để cho mình giúp đỡ người khác thôi. Để mình hiểu rằng là khi mình nâng tầm trí tuệ, mình gia tăng giá trị và mình phụng sự cho người khác thì mình nhận được cái phần quà của ơn trên ban lại cái giá trị đó thôi, chứ không phải là đa cấp nữa. Không phải đa cấp. Vâng. Em cũng thấy đó là rất là tuyệt vời của thầy Thái là chỗ đó đấy ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và mình vẫn hợp tác với giáo dục. Dạ. Dạ, vâng, cảm ơn thầy ạ, cảm ơn cả nhà. Cái cách này tôi muốn làm nó để làm gì biết không ạ? Thứ hai, đó là cái nền tảng dùng chung. Tức là để cho một doanh nghiệp phát triển thì giáo dục phải làm đầu. Giáo dục, kỷ luật và thượng tôn pháp luật. Giáo dục làm đầu, kỷ luật và thượng tôn pháp luật sẽ phát triển. Đúng không ạ? Và để làm giáo dục thì toàn dân làm giáo dục. Nhà nhà học tập, người người học tập và mỗi người đều có thể làm giáo dục được hết. Và làm thế nào để mỗi người trên toàn đất nước này có thể làm giáo dục được? Các bạn muốn trở thành một người thầy như chúng tôi, như thầy Ken Bay, như cô Khánh Ngọc, thì các bạn phải học có khi mấy chục năm, có nhiều người học cả đời cũng không bằng chúng tôi được. Nghiêm túc á, có người học cả đời vẫn không bằng chúng tôi được, không kinh doanh giáo dục được, không phát triển, không giúp cho người khác được. Hoặc là có những người rất là muốn làm giáo dục, rất muốn phát triển giáo dục, nhưng mà không có học được cái bằng sư phạm, cho nên không làm được. Cho nên tôi khéo léo nè, tôi đóng gói toàn bộ tài sản trí tuệ lại. Tôi để nó lên trên cái nền tảng công nghệ và quy luật vũ trụ. Và hễ mà bạn học, bạn thấy có giá trị là bạn giúp cho người khác học. Thế là bạn cũng trở thành nhà giáo dục. Bạn cũng là trở thành nhà giáo dục, tức là bạn được quyền ngồi trên vai, đứng trên vai người khổng lồ để bạn phát triển giáo dục. Đó. Và cái nền tảng tôi xây hết, đầu tư hết mọi thứ. Cái cuối cùng các bạn được sở hữu. Các bạn thấy không ạ? Tôi cho các bạn sở hữu mà một cái nền tảng dùng chung, toàn bộ cái nền tảng đó các bạn là người làm chủ nha, chứ không phải tôi nha. Các bạn là một chủ một cái ID kinh doanh đó, các bạn là người dùng nó. Tôi đầu tư hết rồi, các bạn vô lấy xài đi cưng, xài đi. Mình học rồi, mình chia sẻ cứ chia sẻ giúp cho người khác. Và cái điều thú vị là gần như là tôi chia hết 100%. Tôi cho hết. Đấy, tuyệt vời không ạ? Và xin mời Hòa Bình ạ. Xin mời Hòa Bình. Càng hiểu sâu các bạn càng thích phê lắm. Xin mời Hòa Bình. Vâng ạ. Xin chào thầy. Xin chào cả phòng Zoom buổi sáng. Và chúc mọi người một ngày đầy năng lượng để chúng ta có những các cái kết quả thành công trong ngày hôm nay. Tôi tên là Nguyễn Thị Hòa Bình. Năm nay tôi 67 tuổi. Và
cũng rất may mắn cho tôi một cái cơ duyên đã đưa tôi đến học cái khóa học 2 ngày hôm qua, và tôi thấy thật là tuyệt vời. Bởi vì trong quá trình mưu sinh thì tôi đã có một cái hệ thống những người ở trên A Lưới là một cái vùng dân tộc và cách thành phố Huế 80 km, chúng tôi đã đến đấy bởi vì là giống như là một cái định mệnh, là tôi nghĩ là tôi cũng có một cái trách nhiệm với những người dân ở trên A Lưới. Họ khó khăn thực sự, trong chiến tranh họ đã chịu những các cái chất độc màu da cam, mà thực sự chất độc màu da cam vẫn còn ở trên cái mảnh đất họ đang sống. Mọi người có biết không, họ nuôi những con gà rồi những các cái gia súc mà y tế nói với họ rằng là không được ăn những các cái nội tạng, nhưng họ nói với tôi rằng là đến thịt của nó còn ăn thì nội tạng thì nó cũng như là thịt thôi, họ vẫn cứ ăn. Thương vô cùng vô cùng. Và thực sự qua cái khóa học ngày hôm qua thì tôi đã nhìn thấy là bên cạnh tôi đã có những các thầy các cô sẽ đưa đến những các cái trường học cho An Lưới, họ hạnh phúc thực sự, và những người dân ở đấy họ xứng đáng là được nhận những cái đó. Và qua cái buổi hôm nay thì tôi cũng muốn rằng là tất cả cộng đồng chúng ta khi biết đến An Lưới hãy chung tay giúp họ thực sự, bởi vùng đấy là rất là nhiều dân tộc, toàn dân tộc thôi, và họ đang cần chúng ta rất là nhiều. Đó là cái điều tôi có thể nói được, và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn cô ạ. Hôm qua cái chia sẻ của cô đã làm cho cả hội trường phải xúc động. Tấm gương học tập suốt đời của cô đã từng là nhà giáo nhiều năm, rồi cũng từng đi nước ngoài sống nhiều năm, và trên cái con đường mưu sinh em nhìn thấy cô vất vả. Tại vì thực tế như cô đi mưu sinh như vậy là một người giáo viên thì em tin cô đã bị lừa rất nhiều chặng rồi. Em tin cô đã bị lừa rất nhiều chặng rồi, đã mất tiền về tài chính rồi, đã mất tiền về cái mất công sức về những hệ thống đa cấp không chân chính. Em nhìn là em biết ngay là cô đã chịu những nỗi đau, nhưng mà không sao, bây giờ cô vẫn ở đây. Cô vẫn miệt mài, vẫn yêu giáo dục, vẫn mong muốn giúp đỡ như cho những cuộc đời bất hạnh. Thì Subrogation của mình có đối tác chiến lược và cùng với nhau chung một cái câu chuyện. Đó là có một tổ chức từ thiện đang xây dựng 100 trường học cho vùng sâu vùng xa. Xây dựng 100 trường học cho vùng sâu vùng xa. Thì bây giờ làm được 78 trường rồi. Và Subrogation của mình có góp một nguồn quỹ để xây một trường. Nói một trường cho vùng sâu vùng xa nó không có quá lớn đâu, nó vài chục ngàn đô hoặc là 10.000 đô, 20.000 đô thôi, để xây những cái trường học, 1-2 cái lớp học cho vùng sâu vùng xa. Thì khi mà cái lời hứa của em hôm qua đấy, cô giúp đồng bào ở trên đó, khi mà có một cái nhóm học tập phát triển mà học cái chương trình qua Zoom của em này, phải học trước nha, phải nâng tầm trí tuệ trước, phải gia tăng giá trị phụng sự xã hội, để ở trên đó có nhóm 10-20 người thì em sẽ lên trên đó em khảo sát. Mà nếu thực sự ở nơi đó cần thì em sẽ nói cái quỹ đó, và em sẽ góp vô, hệ thống của mình sẽ góp vô để xây cái trường cho cái vùng A Lưới đó, đúng không ạ? Vùng sâu vùng xa cô nhé. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Thì cái quỹ từ thiện đó, họ muốn xây 100 trường cho vùng sâu vùng xa, 100 trường cho vùng sâu vùng xa. Thì với Subrogation mình gắn vô thì tôi mới bảo cái người mà lead, cái phụ trách bạn Khiêm Nguyễn đó, là tại sao lại 100, tại sao chỉ có 100 vậy? Ở trên toàn đất nước Việt Nam của mình khảo sát có 3.600 điểm cần được xây trường kiểu như vậy, tại sao lại xây có 100? Xây hết 3.600 luôn đi. Cùng nhau làm được, cùng nhau chúng ta sẽ làm được đó, ý là như vậy nha. Cảm ơn cô rất là nhiều, em rất là ngưỡng mộ cô. 67 tuổi vẫn đi học, vẫn khởi nghiệp, vẫn chiến đấu, vẫn kết nối. Thế mà có nhiều chú hai mấy tuổi ngủ nướng, đáng đánh đòn đúng không? Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Xin mời chia sẻ tiếp theo. Mọi người comment cảm ơn cô Bình đi ạ. Em tin cô sẽ làm nên cái điều rất khác biệt ở A Lưới. Cô chỉ cần tập trung giúp A Lưới thôi là hạnh phúc rồi, để đời rồi, đúng không?
con cháu ở cái vùng quê A Lưới sau này từ cô Hòa Bình kết nối sẽ giúp cho cái ánh sáng văn minh ở đó mọi người được học tập một cách rất là chuyên nghiệp, và mọi người có cái tinh thần khởi nghiệp như chúng em đang xây, là quy trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an, để mà họ biết tối ưu hóa cái nguồn lực sản xuất, để họ biết cách để phát triển kinh tế địa phương, và mọi người cùng đồng lòng với nhau tìm hiểu cái mô hình kinh tế để tối ưu hóa cho cái kinh tế của địa phương, và mọi người cùng với nhau học tập, thì đó là tuyệt vời lắm. Chỉ có con đường duy nhất để phát triển vùng quê là con người ở đó phải phát triển trí tuệ thôi, không có cách khác nha, đừng có đùa. Có nhiều ông mà có mang đến hàng tỷ đô đến đầu tư cái vùng đó mà không đầu tư cho trí tuệ, chết chết. Anh chị em comment đi ạ, trí tuệ là nguyên khí quốc gia. Comment đi ạ, trí tuệ là nguyên khí quốc gia. Trí tuệ, và bây giờ tài sản trí tuệ là tài sản lớn nhất hiện nay trên cuộc đời nhá. Trí tuệ là nguyên khí quốc gia. Bạn học tập, bạn phát triển bản thân, bạn nâng tầm trí tuệ. Trong cuộc đời của anh em mình, tất cả mọi thứ có thể mất đi, nhưng trí tuệ sẽ ở lại với bạn cho đến khi bạn nhắm mắt xuôi tay. Và nếu hiểu như cách của Hùng nói, thì cái trí tuệ của mình nó lại mang cái ánh sáng trí tuệ đến đời sau nữa. Bạn Hùng mù á. Bạn Hùng mù vui tính á. Bạn Hùng mù vui tính là người anh hùng á. Anh hùng á. Bạn ấy nói vậy á. Bạn ấy nói là trí tuệ này là bạn ấy nâng tầm trí tuệ. Bạn ấy chỉ mù một lần thôi, chứ không được phép mù trí tuệ được. Không được phép mù trí tuệ được. Và cái trí tuệ là sẽ mang đến đời sau đấy, chứ không phải đùa đâu nhá. Không phải đùa đâu. Cảm ơn Hùng mù, làm thầy tăng thêm động lực. Hôm nay có Hùng ở đây không? Hùng ơi Hùng. Em có, em bật mic em nói cho mọi người vài phút. Thầy muốn nghe tiếng nói trong trẻo của em. Hùng ơi. Có khi cậu ấy đi học. Toàn ơi, em xem thầy có Hùng mù ở đây không, cho Hùng mù chia sẻ với cậu. Có đấy ạ. Nhưng mà hiện tại em còn rất là Hùng mù. Mọi người chào Hùng mù đi ạ. Hùng mù chào mọi người. Hùng. Đấy. Hùng mù chuẩn bị xuống xe. Hôm qua có một chuyến đi biểu diễn rất là tuyệt vời. Thực sự là rất tuyệt vời. Và gặp cô Mai, gặp cô Hà, gặp cả nhóm Startup Education ở ngoài Hà Nội. Và gặp cả chị Phạm Thị Thủy nữa. Và bạn vợ chồng của anh Thùy, bạn Hương. Thực sự rất là xúc động, rất là xúc động. Cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả cô Mai, cảm ơn anh Thùy và bạn Hương. Cảm ơn bạn Thủy và tất cả những người âm thầm như là chồng của cô Hương và bạn Quang. Thực sự là trí tuệ nó là như thế thật. Trí tuệ nó đúng là như thế, nó sẽ theo mình đến muôn kiếp. Em đã được trải nghiệm khi ai đọc đến cuốn Hành Trình Về Phương Đông. Và em đã được cảm nhận khi đọc Kinh Thánh. Đấy, đến xe ra rát rồi, em chuẩn bị xuống nhưng không sao. Rất là tuyệt vời, chưa bao giờ em có một cái trải nghiệm tuyệt vời như thế này. Khi ở trên xe buýt và cùng chia sẻ với mọi người, em không được phép bật camera bởi vì ở trên này có quy định. Nhưng mà thầy cứ yên tâm đi, từ A Lưới hay dù Điện Biên, Mù Căng Chải hay Xín Thầu hay Cà Mau, nếu chúng ta cùng vịn vai nhau mà đứng dậy, và với sự thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên, thì chúng ta sẽ thành công. Cảm ơn Hùng Mù nha. Chuẩn bị sẵn sàng để đi với thầy nha. Xin mời cô giáo của Hùng Mù, cô Mai ạ. Xin mời Mai. Qua cái trải nghiệm chương trình của Hùng thế nào, hãy kể cho thầy nghe đi. Xin mời Mai. Thanh Mai. Em xin chào thầy Thái và các anh chị ạ. Các thầy cô. Vâng, hai chị em đang ở đây, nhưng mà nếu mà đây khoảng 40 phút thì là có cả bạn Hùng ở đây nữa ạ. Thì đêm qua thì Hùng ngủ ở nhà em ạ. Vâng, vừa mới ở nhà em đi đó, cho nên là lúc đấy thì em thấy thầy có hỏi á. Thì em định giơ tay và bảo là bạn Hùng, bạn ấy đang ở trên xe nên không biết là bạn ấy có vào được không á. Vâng, hôm qua thì thực sự là một cái trải nghiệm quá tuyệt vời các thầy cô ạ. Nhóm bọn em cũng đã đến và
và đã có được một cái khoảng thời gian rất là chất lượng khi mà chúng em được coi cái phần thể hiện của nhóm hợp ca Hy Vọng. Trong cái phần này thì trong cái buổi biểu diễn ngày hôm qua thì đã có rất là nhiều những cái người mà yêu âm nhạc, những người mà đã đồng hành cùng với cả nhóm hợp ca Hy Vọng, được chứng kiến cái sự trưởng thành của nhóm hợp ca Hy Vọng, và có đại sứ toàn quyền của Pháp đến này, rồi là đại diện của đại sứ quán Ba Lan, và rất là nhiều những cái khách nước ngoài người ta đến và người ta cảm nhận được một cái giá trị của Việt Nam rất là tuyệt vời. Thì hôm qua em cũng có ghi lại một số những cái video để có thể gửi lại cho các thầy cô, các anh chị. Và hôm qua thì Hùng cũng như là em cũng đã trao đổi với cả thầy Tôn Thất Chiêm và cô Thanh, là cô Sơn Thanh, là vợ của thầy Chiêm. Cô Thanh thì là bạn cùng lứa với cả nghệ sĩ nhân dân Lê Dung á, là một người mà đã có một những cái giọng ca opera mà rất rất là tuyệt vời ở tầm thế giới luôn ấy ạ. Và chúng em khi mà chia sẻ với cả thầy Chiêm, cô Thanh và nhóm hợp ca Hy Vọng về cộng đồng của mình, về những giá trị của cộng đồng của mình mang lại, và cái tấm lòng của thầy Thái đối với cộng đồng những cái người khuyết tật, thì thực sự là thầy Chiêm và cô Thanh và mọi người quá là cảm động khi mà chúng em nói đến cái việc là đến tháng 7 này thì thầy Thái cũng như là cộng đồng Startup Education có mời nhóm hợp ca Hy Vọng vào Sài Gòn để biểu diễn á, thì cả nhóm reo lên rất là vui mừng. Tuyệt vời. Thực sự là bọn em khi mà tất cả những khán giả ở trong cái khán phòng đó được chứng kiến cái sự đoàn kết, cái sự hợp tác, cái sự nỗ lực của các anh chị ở trong nhóm hợp ca Hy Vọng, thì thực sự chúng em rất là cảm động. Và em cũng nghĩ rằng là như có một lần Hùng nói đó, là Hùng đã có những cái người thầy và bây giờ là thầy Thái là một cái người thầy tuyệt vời á. Thì hôm qua em cũng gặp thầy Tôn Thất Chiêm là thầy giáo của Hùng, người mà đã theo nhóm hợp ca Hy Vọng đến 20 năm, hỗ trợ cho toàn bộ nhóm của các em từ khi các em còn là những học sinh rất là nhỏ tuổi, là khoảng mới có hơn 10 tuổi hoặc là mấy tuổi thôi, mà bây giờ thầy Chiêm và cô Thanh đã đồng hành cùng với nhóm 20 năm để hỗ trợ cho các em, để giúp cho các em được khẳng định bản thân mình, để cho những cái giá trị tốt đẹp của các em được lan tỏa xa và xa mãi trên cả tầm thế giới nữa. Thế thì thực sự rằng là em cảm thấy rất là, chúng em khi mà nghe phần biểu diễn của Hùng thì xúc động vô cùng ạ. Vâng, thực sự là sởn hết cái ốc các thầy. Em có thể là share một cái đoạn nào đó mà em có lưu không? Em lại không. Em có share ở trên Facebook ạ. Dạ. Em có tag một số anh chị ở trong nhóm. Nhưng mà làm sao share được lên đây để cho mọi người nghe này. Bây giờ thì ở trên đây bọn em lại chưa có nối được đấy. Em quay điện thoại. Nhưng mà thực sự là rất là tuyệt vời và cảm động ạ. Và em lúc mà em được nghe cái phần biểu diễn này, thực ra thì em đã được nghe vài lần trước đó rồi ạ. Nhưng mà ngày hôm qua thì cái chương trình được biểu diễn ở trong trung tâm văn hóa phố cổ của Hà Nội, là một cái nơi mà rất là đặc biệt đó, và rất là thiêng liêng. Thì chúng em lúc đấy em nghĩ ngay đến cộng đồng của mình, và em nghĩ rằng là trời ơi, nếu mà những cái giá trị này, những cái giọng hát trong trẻo với cái tâm hồn thánh thiện của các bạn ấy, thực sự rằng là bọn em tuyệt vời lắm thầy ạ. Em còn liên hệ với cả bạn là bạn Hương là MC của chương trình hôm qua, và Hương thì là một bạn mà đã học thạc sĩ về phát triển cộng đồng quốc tế, hiện tại đang làm ở bên quỹ UNDP của Liên Hợp Quốc. Thì em chia sẻ với bạn về cộng đồng, và em cũng chắc em cũng sẽ giới thiệu với bạn về những hoạt động của cộng đồng mình, để các bạn ấy có thể chia sẻ cùng với cộng đồng. Thì thực sự rằng là đợt tới này, nếu mà cộng đồng mình được lắng nghe ý kiến của các bạn, được lắng nghe những cái giọng hát của các bạn ý, thì sẽ rất rất là tuyệt vời, rất là chạm ạ. Vâng. Ok, vậy thì chương trình thầy tổ chức 2 ngày sẽ có một cái show diễn cho hợp ca Hy Vọng. Dạ vâng. Ok, thầy nhìn thấy tình cảm của các anh chị với nhau, nhìn thấy cái tình thầy trò của thầy Chiêm và cô Thanh. Thầy Chiêm là giáo sư tiến sĩ về piano á, nổi tiếng Việt Nam ạ. Vâng, và cô Thanh cũng là một người mà rất rất là tuyệt vời. Thì cộng đồng của mình chắc chắn sẽ được truyền cảm hứng rất là nhiều ạ. Ok, hay quá. Cảm ơn thầy và các anh chị ạ. Cảm ơn em. Hương chia sẻ một cái cảm xúc của em lúc này đi. Hôm nay thầy thấy em năng lượng hơn cái lần đầu thầy gặp em rất nhiều trên Zoom luôn. Năng lượng mà đẹp, mà toát ra cái thần thái. Mời em. Hôm qua thì thật sự là lần đầu tiên ạ. Lần đầu tiên khi mà
cái cảm nhận đầu tiên đó là em nhìn thấy thầy Chiêm và cái sự giới thiệu của chị Mai với thầy Chiêm ạ, thì thật sự em nhìn thấy một cái con người vô cùng giản dị, mà thầy em nhìn thấy có một cái gì đó rất là trăn trở với cái hận đội ca này ạ. Sự là nhìn mọi người phải nhìn và cảm nhận cái tâm hồn của thầy ấy. Em nhìn thấy là em rất là xúc động rồi, nhưng khi mà dàn hợp ca họ bắt đầu đánh trống rồi họ lên những cái bản nhạc đầu tiên ấy, thì thật sự là em cảm động và em đã có những cái giọt nước mắt khi mà cái hợp ca này họ rất là đoàn kết với nhau, họ tạo ra một cái bản nhạc mà vô cùng tuyệt vời. Hôm qua em đã chia sẻ ở trên Facebook. Xong Hồng Dung này, em chia sẻ cái một cái đoạn clip nào đó em ghi lại được lên nhóm. Hôm qua em có chia sẻ trên nhóm nhé. Sao thầy mở không nghe tiếng nhỉ? Không, thầy chỉ thấy những đoạn clip thôi chứ không có thấy cái bài hát của mấy bạn. Thì bọn em sẽ gửi lại ạ. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn hai em nhé. Xin mời một chia. Cảm ơn hai em rất nhiều. Hai chị em hôm nay là đều năng lượng hạnh phúc. Cảm ơn em. Một chia sẻ nữa của bạn Trần Hương đây nhá. Xin mời Trần Hương. Xin chào thầy Thái và chào tất cả mọi người có mặt trong phòng Zoom. Em đến từ Phú Thọ. Dạ, mọi người biết rồi. Bây giờ em chia sẻ nhanh luôn là giá trị em nhận được là gì. Em muốn làm nên điều gì khác biệt cho cuộc đời. Nói nhanh gọn lẹ luôn này. Có, em muốn làm điều khác biệt cho cuộc đời là em nói luôn. Em muốn là nếu mà tháng 6, tháng 7 tới đây mà có thể được thầy cho em đứng trên vai người khổng lồ, em cũng muốn lên sân khấu để em chia sẻ cho 1/2 thế giới này biết rằng không được giới hạn bản thân mình. Những người dù là ở nông thôn, dù là ở bằng cấp trình độ nào, dù là anh ở bất cứ địa vị nào trong xã hội, anh là bất cứ ai, đều có thể phát triển được. Nếu như anh thực sự khát khao học tập, nếu như anh thực sự mỗi ngày vun bồi, thì anh cũng có thể phát triển được, chứ không cứ gì riêng ai. Vì em trên thực tế em đi chia sẻ thầy ạ, có rất nhiều người mới chỉ có hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi, khi mình nói với người ta đã úi sợi, mà người ta kiểu là cái thần kinh cương ở trước não thầy ạ, người ta đóng luôn ạ. Nhưng thì em mới nói rằng trong cái sức mạnh tiềm thức đấy, là có người tận 92 tuổi, 85 tuổi người ta vẫn thành công, mà tại sao mình đi có hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi lại bảo rằng là lấy chồng có con rồi là yên vị, cứ biết một cái chút kiến thức gì hay là có một cái nghề gì, đại khái là cơm áo gạo tiền là xong ấy, không muốn phát triển gì ạ. Mà thậm chí cả nam giới cũng có người cũng như thế ạ. Như thế thì dạ. Em muốn là vâng, em muốn là như vậy ạ. Đấy là nói nhanh luôn ạ. Sao hồi xưa em lúc mà mới gặp chị trên Zoom chị đâu có dám nói đâu, mà sao giờ chị nói năng lượng vậy? Thì mỗi ngày thầy sắp vào cho em ạ, mỗi ngày thấy em được vun bồi thì nó phải thay đổi ạ. Vì mình muốn học tập phát triển thì phải thay đổi ạ. Ôi ngon quá. Mai mốt cái sân khấu 1.000 người chị dám đứng sân khấu chị nói không? Em đang muốn thầy cho em đứng, thì bây giờ hàng ngày em phải rèn luyện là mỗi ngày em đứng trước gương rồi em tự quay video. Mà em nói thật hôm nay em xin nói thẳng là em cũng xin số điện thoại của thầy của từ Khánh Toàn, nhưng mà cái số của thầy kết Zalo không thể kết được, vì thầy quá nhiều người ta không cho kết. Em cứ gửi cho Khánh Toàn, em hôm trước em đã xin trước rồi đã, thế nhưng mà không làm sao kết nối với thầy được. Thì em cái hôm mà thầy bảo bạn Thảo đấy là tự hứa với mình với lại vợ con ấy, thì em cũng tự hứa với con em là nếu như hàng ngày mà em không soi gương này, hoặc là em không quay video này, hoặc là em không viết bài, em không làm bài tập, thì em cho con em tát vào mặt em ấy. Em cũng tự làm cho mình, em cũng tự hứa với mình chứ không. Hoặc là hôm mà thầy mắng bạn Thảo đấy, mà thầy hôm sau thầy xin lỗi, thì trong đó em cảm thấy có em ngay cái buổi hôm trước rồi. Thì mình càng không là ai cả, mình không có bằng cấp thì mình càng phải học nhiều hơn. Đúng ạ. Đúng rồi. Vâng. Hay quá. Thì em nói với thầy cảm nhận thế này nữa. Tối qua ấy, cái lúc mà chị Hòa Bình chị phát biểu đấy, em cũng xem. Em cảm tưởng lúc em mọi người lên ôm nhau khóc ấy, em cảm tưởng lúc đấy có khi em cũng như là đang cái không khí nó về tại nhà em ấy. Đấy. Thế bây giờ là đến hôm qua nhá, đến lúc mà 1:37 này, Đỗ Quảng này, đến 2:25, nghĩa là 2:30 gần 3 giờ sáng em vẫn thức ấy, thì là vẫn thấy những người này gửi cái chứng chỉ lên cho Hoàng Anh để chuẩn bị được vào cái khóa K03. Em nghĩ rằng cái khóa này sẽ bùng nổ hơn nữa thầy ạ. À. Cái khóa này mọi người đêm hôm vẫn còn gửi cái chứng chỉ lên như thế, mà em cũng thức, em theo dõi.
cứ mỗi một cái tin nhắn gửi Zalo các em lại xem là ai gửi, thì cái không khí em cảm tưởng như về tại nhà em luôn. Em mặc dù không đi đâu nhưng em cảm tưởng em đang ở cùng mọi người, em cảm tưởng cái khóa K03 này sẽ bùng nổ hơn nữa này ạ. Ô hay quá. Ồ hồi trước chị có chia sẻ là chị không dám học, chị rất là khó khăn, chị không có dám thực hiện, mà bây giờ sao chị khác vậy? Vâng ạ, thì đến với cộng đồng này nè, được học thầy, được học thầy Ken Pay, được từ cô Khánh Ngọc mà dám cầm súng bắn vào mông thầy hiệu trưởng ngày xưa ạ, và tất cả mọi thầy cô, thì đó là nguồn năng lượng tuyệt vời, đấy là cái kho báu đang cho em khai thác ạ. Em bây giờ em chỉ còn có làm sao mà để các thầy cô rót vào cho em càng ngày càng nhiều, thì để em đem cái kho báu đấy về đấy ạ. Tuyệt vời. Cái năng lượng này thì chị không cần nói đâu, chị đi ngang qua người khác là tự động cái mùi hương của trí tuệ nó tỏa ra và người ta tự động chị ơi cho em theo với nhá. Vâng ạ. Thế nhưng mà đây trong cái khóa học K02 vừa rồi ấy, thì thực sự là em chưa có kết quả. Thì cái hôm đấy nói chung là ở đây trong này có Khánh Toàn này sẽ là người hiểu em nhiều đấy, vì cứ từng bước đến đâu em chia sẻ đấy, thì em không đạt kết quả, em cũng cảm thấy em mắc lỗi và em cũng cảm thấy buồn. Thế nhưng mà đến khi mà kia bắt đầu vào cái buổi tổng kết mà bắt đầu vào đầu giờ ấy, thầy có nói một câu là thành công thì nó phải là một quá trình ấy, thì lúc đấy là em lại lấy lại tinh thần, thì em lại nghĩ khác ạ. Thế thì okay. Thì em nhớ luôn cái câu đấy của thầy đầu buổi, thì cái là không khí nó lại lại năng lượng nó lại lên và em rất là vui để chúc mừng mọi người. Thì như là ở trong này có Khánh Toàn đấy, thì em đã nói rồi ấy, Khánh Toàn đã nâng đỡ em vô điều kiện, bởi vì Khánh Toàn đã phát hiện ra là tại sao thấy chị vào Zoom rất đều mà lại thấy chị không đi học được cái khóa 1 ấy, còn nếu không thì em đã đi học cái khóa 1 luôn rồi đấy ạ. Thế thì em cũng nói thẳng lý do của em với Toàn luôn, và thế là Khánh Toàn quyết định cho em đi học luôn, chị cứ đi học đi. Thế thì là em đi học luôn cái khóa 02 đấy ạ. Hay quá, tuyệt vời, cảm ơn chị nhé. Thực tế trong cuộc đời có những người thế này nè, anh chị em quan sát cái người này trong cuộc đời, anh chị em quan sát họ, anh chị em buồn cười lắm nha. Trong đây giờ có bao nhiêu người nhỉ? Ok, trong phòng Zoom mình là 632 người. Có rất nhiều người trong cuộc đời này họ bước ngang qua cuộc đời của mình trong sự hiển nhiên và đờ đẫn. Rất nhiều người bước ngang qua cuộc đời của mình, cái sự sống được sinh ra nó là vi diệu lắm. Thượng đế ban cho con người cái sự sống nó là một cái gì đó rất là quý giá. Và Thượng đế ban cho mình một cái kho báu rất lớn, đó là quỹ thời gian. Và có những người cái phúc đức từ nhiều đời nhiều kiếp trước mà cái quỹ thời gian của họ có ngắn, có dài. Có những người sinh ra xong cái đức luôn. Tại vì được thở kiếp này thôi rồi lại chết. Đó. Và có những người được 5 năm, 10 năm. Có những người được sống thọ 120 năm. Có những người chỉ có 70 năm thôi. Cho nên cái quỹ thời gian của người ta là một cái quỹ vô giá. Quỹ vô giá, nó có giới hạn và nó siêu giá trị. Nhưng mà có những người không biết quý thời gian đâu. Có những người bạc đắc với thời gian lắm. Nhiều khi mình là người mà anh chị em biết là mình trân trọng từng phút giây trong ngày của mình. Mình quý thời gian lắm luôn đó. Đặc biệt là những cái giai đoạn như lúc này nè. Những cái giai đoạn mình biết rằng là mình phải làm rất là nhiều điều cho cộng đồng. Làm rất là nhiều, cần nhiều, giúp nhiều người lắm. Thì cái quý thời gian của mình lại cực kỳ ít ỏi luôn. Cho nên là ai hẹn mình đó, mà phải thực sự quan trọng, phải có giá trị mình mới gặp, còn không thì mình không gặp đâu. Và hiện nay mình không bao giờ mình nghe một cái điện thoại nào lạ hết đó. Cho nên anh chị em xin lỗi, anh chị em gọi điện mà lạ tôi không bao giờ tôi nghe, một cú điện thoại lạ không bao giờ tôi nghe. Ai đó muốn liên lạc thì nhắn bằng cách nào đó, phải có một cuộc kết nối nào nó có giá trị. Ngay cả những bạn mà kết nối những chủ doanh nghiệp rất lớn kêu hẹn gặp thầy, họ học Zoom buổi sáng chưa, không, làm gì có cơ hội gặp, không, phải học Zoom buổi sáng đi. Rồi những người mà là nhà đào tạo luôn á, hỏi họ học Zoom buổi sáng chưa? Chưa học Zoom buổi sáng, ít nhất học một tuần đi rồi gặp thầy. Và em phải làm cách là họ vô đây, em chụp hình gửi cho thầy biết, thầy mới gặp, còn không thầy không gặp, mất thời gian của thầy lắm. Mất thời gian lắm, không gặp. Gặp chi? Đó. Tại vì gặp rồi là hiểu. Hoặc là những người lớn thì họ em gửi clip cho họ chưa? Cho họ xem 10-20 cái clip của cái cộng đồng nhà mình này. Họ hiểu mình đã. Rồi mình mới nói chuyện, chứ không thì mất thời gian của thầy lắm không. Để thầy dành thời gian cho việc khác. Đó. Cho nên cái thời gian mình nó quý lắm anh em. Mình ý thức rằng cái thời gian mình quý. Tại vì mình cũng không biết mình còn sống được bao nhiêu năm nữa. Và còn quá nhiều việc mình phải làm cho cộng đồng. Anh chị em.
bao nhiêu con người ở ngoài kia cần được chạm, bao nhiêu con người ở ngoài kia cần được thay đổi, và bao nhiêu học sinh cần được học tập trong một cái môi trường thực sự nó thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bao nhiêu thứ nó ngổn ngang, nó mình sức mình nó có hạn thôi. Cho nên là mình muốn mượn cánh tay nối dài của anh chị em để được kết nối, để giúp nhiều người hơn trên cái phòng Zoom. Bây giờ công nghệ rồi, mình giúp nhau như thế này là tốt. Và nó có một cái sự thật như thế này nè. Có rất nhiều người họ sinh ra và họ bị chết năm 25 tuổi. Có rất là nhiều người sinh ra đến 25 tuổi chết rồi. Họ sinh ra nha, đến năm 25 tuổi là chết rồi. Các bạn comment đi ạ. Có rất nhiều người trong cuộc đời cầm, các bạn cầm ghi lại nha. Xong rồi hôm nay là mình làm một phép đếm nè. Từ nay mình xem một cái phép đến để mình cứu họ, để mình tái sinh họ nè. Có rất nhiều người sinh ra năm, sinh ra đến 25 tuổi là họ chết rồi. Họ thực sự đến năm 25 tuổi là chết rồi. Chết hẳn luôn á. Có những người 18 tuổi chết luôn à. Chết hẳn luôn á, thực sự chết luôn rồi đó. Nhưng mà nghiệt ngã rằng 60 tuổi, 75 tuổi mới được mang chôn. Tôi thấy có mấy người ngơ ngác thế. Cô Bình ngơ ngác đến mức ngạc nhiên vậy. Có nhiều người là sinh ra đến 25 tuổi, 18 tuổi là bị chết rồi. Bị chết rồi, chết thực sự rồi. Họ sống trong cuộc đời họ không có ý nghĩa, họ không biết ngày mai họ làm gì, không biết đi đâu về đâu thì sống bằng chết mà. Tức là họ không biết họ sống để làm gì thì sống để làm gì. Họ không biết họ sống để làm gì á thì họ sống để làm gì. À, họ không biết họ sống để làm gì thì họ sống để làm gì. Tức là nó sao nhỉ? Họ không biết sống để làm gì. Không biết ngày hôm nay họ sống để làm gì. Không biết. Họ không biết họ sống để làm gì thì sống để làm gì. Chật đất. Đúng không ạ? Cho nên 25 tuổi chết mất tiêu rồi. Học xong đại học ra bắt đầu ôm cái máy tính. Lấy vợ xong tự nhiên chôn mình chết luôn. Tại vì mình không biết lấy vợ để làm gì thì lấy vợ để làm gì. Không biết mình sống để làm gì thì sống để làm gì. Không biết mình làm việc đó để làm gì thì làm để làm gì. Cho nên là 25 tuổi đã chết rồi. Nhưng mà nó cái chết đau đớn rằng là 25 tuổi chết nhưng mà nó vật vã. Nó sống rất vật vã, nó vật vã, nó vất vưởng, nó đau khổ đến năm 60 tuổi mới chôn. Đến năm 75 tuổi mới mang chôn. Nó nghiệt ngã cho cả con cháu, cho cả dòng tộc, cả xã hội. 25 tuổi chết bà rồi đi chôn đi. Không biết sống để làm gì thì sống để làm gì. Chôn đi. Thiệt á. Tức là mấy người mà không biết sống để làm gì thì sống để làm gì. Cho nên là cái lẽ sống, cái đam mê, cái khát vọng sống, cái giá trị sống nó quan trọng lắm. Các bạn ạ, hãy tìm cho mình một con đường, hãy tìm cho mình một cái thứ gì đó được gọi là giá trị sống để mình sống nó có giá trị. Để mỗi phút giây trong ngày mình sống nó có giá trị, nó có ý nghĩa thực sự cho mình hoặc cho ai đó. Chứ còn mình sống không biết để làm gì thì sống để làm gì. Không biết mình sống để làm gì thì sống để làm gì. Và anh chị em hãy đi tìm cho tôi ngày hôm nay, hãy tìm coi bao nhiêu người không biết mình sống để làm gì. Đi tìm đi, liệt kê một cái danh sách nha. Bây giờ mỗi người chinh phục cho tôi một cái danh sách là 100 người, dự án 100. Đi tìm những người mà họ không biết sống để làm gì. Thì nói với họ, ê, không biết sống để làm gì thì sống để làm gì. Cứ nói vậy cho tôi. Không biết sống để làm gì thì sống để làm gì. Hãy giúp họ để họ tỉnh thức và thức tỉnh họ. Để họ giúp cho họ tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc đời. Đúng không ạ? Tìm cho họ để họ biết được cái giá trị sống. Họ đã biết được cái giá trị sống. Từ hồi tôi nghiên cứu cái thạc sĩ quản lý giáo dục, tôi đọc cái bộ sách này. Về những giá trị sống. Và hãy chọn cho mình giá trị. Hãy chọn cho mình giá trị. Đúng không ạ? Để mình sống một ngày của mình nó có ý nghĩa anh chị em. Nó có ý nghĩa. Thì sống một ngày mình biết mình sống để làm gì thì mình sống mình hạnh phúc lắm. Đúng không ạ? Mình hạnh phúc lắm tại vì mình biết mà. Mình biết mình sống để làm gì, mình làm việc mình có động lực.
có mục tiêu, còn không thì mình không biết sống để làm gì thì sống chán lắm, anh chị em công nhận đúng không ạ? Cho nên là hãy có ba cái khách quan trọng trong cuộc đời của mình. Cái đầu tiên là cái khách mình sinh ra đời. Cái thứ hai là lúc mình chết đi á, lúc mình chết á, cái ngày, cái giờ sinh và giờ chết, cái giờ sinh và giờ chết quan trọng lắm. Cái giờ sinh và giờ chết. Cái giờ sinh và giờ chết nó quan trọng lắm. Đúng không ạ? Giờ sinh và giờ tử, hai cái khắc này. Nghĩa tử là nghĩa tận. Cái lúc mà người ta chết, cái ngày đó quan, giờ đó quan trọng. Lúc sinh quan trọng. Nhưng mà có một cái điều sự thật thế này nè. Không ai có thể biết được cái ngày giờ, không ai có thể biết được ngày giờ sinh của mình, mình không chọn được. Và cũng không ai biết được cái ngày chết của mình, đúng không ạ? Không ai biết đâu. Nhưng mà có một cái giờ phút quan trọng nhất là mình biết mình là ai và mình sinh ra trong cuộc đời này để làm gì. Cái ngày cực kỳ quan trọng là mình biết mình là ai và mình sinh ra cuộc đời để làm gì, và mình tìm được cái lẽ sống và đam mê của mình. Và lúc đó là mình tìm được con người siêu anh hùng trong mình, và mình phải đắm chìm ở trong nó và sống liên tục với cái điều đó. Thì tôi gọi cái giờ đó, cái ngày đó là cái ngày tái sinh. Cái ngày tái sinh, cái ngày tái sinh, cái ngày tái sinh là ngày mình biết mình là ai, mình sinh ra trong cuộc đời này làm gì, tìm được lẽ sống và đam mê cuộc đời của mình, và mình sống với cái ý nghĩa đó. Anh chị em rõ không ạ? Cho nên hãy đi giúp người ta tìm ra cái ngày đó. Là mình là người đi tái sinh cho người ta. Mình là người đi tái sinh cho người ta. Được không ạ? Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Đã 6 giờ rồi. Đã 6 giờ rồi. Tháng 4 là tháng của tăng tốc. Anh chị em cùng với nhau nhé. Cùng với nhau để mình phát triển hơn mỗi ngày. Cùng với nhau để mình giúp nhiều người khác hơn. Cùng với nhau nâng tầm trí tuệ. Cùng với nhau gia tăng giá trị. Và cùng với nhau phụng sự xã hội. Cảm ơn anh chị em rất nhiều ạ. Đừng chết bay lúc này nhé. Cảm ơn anh chị em. Cảm ơn anh chị em.